Chưa có thể nói ra một cái nào cụ thể về cái thiên ma hóa không? Thiên ma hóa ví dụ như là mình đang ngồi thiền, mình thấy tự nhiên cái thân mình bất động lên, tự nhiên là thân mình bất động đổn lên rồi bắt đầu từ từ hạ xuống, rồi nhấc bổng lên từ từ hạ xuống, là mình biết rõ ràng đó là thiên ma nó phá chứ không phải là mình có thành công. Nghĩa là nó làm như vậy để cho mình ngộ nhận là mình có thành Công công. nhận mình có thành công, rồi từ đó nó dẫn mình đi, từ từ đó mình dẫn mình đi để làm. Tạm chia tay tỉnh xá Liên Hoa và điểm đến tiếp theo của chúng tôi đó chính là một ngôi chùa cổ có trên 250 tuổi, ngôi chùa cổ A Di Đà Cổ Tự. Và có một điều đặc biệt ở ngôi chùa này đó chính là sư thầy trụ trì của ngôi chùa, thiền sư Thích Huệ Trung, chính là đệ tử của thiền sư An Lạc Hạnh. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến viếng, đến tham quan và khám phá ngôi chùa, cũng như là nghe những lời chia sẻ của sư thầy Thích Huệ Trung về pháp của Phật. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu thời gọi. Nay con cũng có duyên con ghé chùa mình, thì con cũng vừa qua bên tỉnh xá An Lạc, tỉnh xá Liên Hoa, thì con qua đây bên chùa A Di Đà mình, con cũng viếng Phật, cũng xin được cái thọ pháp bài cái của sư. Sư có thể giới thiệu sư là ta là gì, pháp danh sư? Sư pháp danh là Thích Huệ Trung, là đệ tử của sư An Lạc Hạnh. Đây trụ trì này cũng 25 năm. Con nghe nói là lúc trước là lúc khi mà sư An Lạc Hạnh đi tu, là lúc đó là sư là từ nhỏ là sư đã biết thầy An Lạc Hạnh đó. Sư tu từ nhỏ. Từ 18 tuổi. Vậy là sư An Lạc Hạnh tu từ lúc 18 tuổi. Thầy còn sư xuất gia là sau này sư không biết. Tôi lúc trước ông đi xuất gia thì tôi ông đi xuất gia học được, nhưng mà rồi mẹ tôi bắt về. Về luôn giờ đó ông đi tiếp tới giờ chạy như vậy. Rồi sau này sư mới xuất gia à? Sau này sư mới làm đệ tử của ngài là xuất gia năm 49 tuổi. Thì sư cho con hỏi một xíu là khi mà cái lúc mà sư thầy An Lạc Hạnh đó là lúc mà khi mà sư duyên nào mà sư lại làm đệ tử của sư thầy? Cái duyên làm đệ tử của ngài là bởi vì trước á thì cùng với ông đi xuất gia được nhưng mà không đi được, thì về nhà tới chừng sau này thì tôi ngủ tôi nằm chim bao, nó cho hứa đi tu mà giờ này còn ở đây, hứa đi tu cho giờ này còn đây, mà thấy tôi lấy ba lần vậy. Lúc trước là tôi tính là ở nhà tôi luôn, tính ở nhà tôi tại gia, tôi không xuất gia, nhưng mà khi mà mình chim bao thấy vậy rồi tôi cũng suy nghĩ lại. Em mới xuất gia trễ, em mới chín năm. Mà lúc đó là sư nghe nói hay là sao sư? Tức là trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ. Nghe tiếng nói. Nghe tiếng nói. Vậy là sư vậy người ta nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình phải đi tu. Vậy là coi như là sư, rồi sau này là sư lại là thọ pháp của thầy An Lạc Hạnh. Lúc đó là thầy An Lạc Hạnh là đắc pháp sư. Đắc pháp rồi. Con nghe sư thầy nói là năm 69 là sư thầy An Lạc Hạnh đã đắc pháp. Thì lúc mà sư làm đệ tử của sư thầy là coi như là lúc đó là sư thầy đã đắc pháp rồi. Năm 72 trong xuất gia. Năm 72 sư. Năm 94 xuất gia. Năm 94 xuất gia.
Vậy là đúng là cái thời điểm đó là sư thầy An Lạc Hạnh, là hôm trước con gặp sư thầy đó, thì sư thầy cũng nói là đã là đắc pháp là năm 59, sau này đi hoằng hóa độ sinh. Giờ sư cho con hỏi cái mình cái tu cái pháp môn đây là cái pháp môn nào là pháp môn chính sư? Pháp môn không pháp môn thiền là pháp môn chính. Dạ. Nhưng mà tôi thì tôi tu 3-4 pháp môn luôn. À. Tức là thiền, tịnh, mạch. Vậy là cái thiền mình vẫn là chính. Vẫn là chính. Nhưng mà cái mục đích của mình đó là mình tu để làm gì, sư có thể nói rõ không? Tu là để làm đệ tử của Phật, là để thành Phật. Tu là để thành Phật. Dạ. Phật để độ chúng sanh chứ không làm gì đâu. Dạ. muốn mà mình tu để thành Phật đó là ý là mình để mình thoát ra cái luân thoát khỏi cái tam giới này. Dạ. Cái pháp môn của mình đó sư là ngồi thiền như vậy là thường là bên mình là công phu là giờ nào sư? Chùa mình tôi giờ khoảng nói chừng 12 giờ. 12 giờ đêm là công phu đến mấy giờ? 12 giờ mới ngồi, đến ngồi 1 giờ chẳng hạn. À, ngồi khỏe thì ngồi lâu chút, phải mở thì ngồi ít một chút. Dạ. Nhưng mà tôi giờ thấy xem như là không còn ngầu nữa, mà nằm cũng thiền. Dạ. Có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi là mình cũng thiền chứ không nhất thiết là mình phải ngồi luôn sư. Bắt đầu ngầu nhưng sau này khỏi cầu ngầu. À, cho con hỏi là thí dụ như là khi mà mình ngồi thiền vậy sư, nếu mà những cái hiện tượng mà trong nhà Phật mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái ngũ ẩm ma đó, thì như vậy là khi cái ngũ ẩm ma nó thảo mình nó thường nó thì cái ấm nào là nó trội nhất, nấu trội nhất rồi. Dạ. Tức là ma thiên ma, có nghĩa là thiên ma là thiên ma bên ngoài. Ma bên ngoài là đến thảo mình. Dạ. Còn cái ngũ ấm ma trong cơ thể là ma nội tâm mình, nó không sao hết. Ví dụ như giờ là mình đang ngồi thiền mà thấy kiến nó bò. Dạ. Nhưng kiến nó bò mộng bắt đầu nó bò vô mắt. Dạ. Bò vô mắt mình biết không có rồi, biết nó rồi thôi, còn không biết nó cũng tắt nên không có. Dạ. Rồi nó bò vô lỗ mũi. Dạ. Bò chỗ nào mà khó chịu nhất là nó bò. Dạ. Mình biết được rồi thì xem như thắng cuộc đó. Lúc đó là mà đã mình thoát qua cái việc đó thì mình thấy phải quán thì sao chứ? Vậy thôi, có cái đó là tỉnh nặng nhất rồi. Dạ. Thì cái người mà nếu mà tu thiền như vậy thì thường là thiên ma phá. Chưa có thể nói ra một cái nào cụ thể về cái thiên ma phá không? Thiên ma phá ví dụ như là mình đang ngồi thiền mình thấy tự nhiên cái thân mình nó bỗng lên. Dạ. Tự nhiên cái thân mình nó bỗng đổn lên rồi bắt đầu từ từ nó hạ xuống. À. Rồi nhắc bỗng lên từ từ hạ xuống. À. Mình biết rõ ràng đó là thiên ma nó phá chứ không phải là mình có thành công. À. Dạ. Nghĩa là nó làm như vậy để cho mình ngộ nhận là mình có thành công. Nhận mình có thành công. Dạ. Rồi từ đó nó dẫn mình đi, từ đó mình dẫn mình đi sẽ làm. À, rồi lúc đó mình cái ngã mạn của mình nó xuất hiện rồi mình lúc đó là mình mất đi cái trơn của mình phải không sư? À, sư cho con hỏi là thường khi mà cái người mà người ta tu thiền á đạt đến cái trạng thái mà cái tâm người ta mà thanh tịnh trống vắng á, thì khi đó thì người ta mình quán chiếu lại cơ thể thể mình, quán chiếu lại cái ngũ ấm cơ thể mình đó, thì để mình ngộ ra được cái chân không của cái Phật tánh đó, thì như vậy đó, thì khi mình ngồi thiền đó, thì con có hỏi lúc trước cũng có hỏi một số vị, khi mà đạt được cái trạng thái định rồi đó thì lúc đó mình mới quán khác hay sao sư có thể nói rõ? Thì khi mà mình thiền, khi mà nó tâm thanh tịnh rồi, lúc đó mình cũng quán. Yeah. Quán như quán cái ngày nay mình sinh hoạt như thế nào, có những người nào tới hỏi mình. Yeah. Có những gì người ta tới ta thử thách mình, rồi mình có kiềm chế được không. Yeah. Hoặc là mình có nổi giận mình nói chuyện không có đúng mình không. Yeah. Rồi mình từ đó mình chỉnh sửa lại. Yeah. Nghĩa là khi mà đạt được cái trạng thái mình thanh tịnh rồi, mình mới quán xét lại những cái công việc hàng ngày của mình. Yeah. Để mình thấy được mình
có những cái lỗi lầm nào trong cái ngày của mình không? Động gì sai lầm mình sửa đâu. Thì khi mình thiền nghĩa là có chư thiên hay là chư thần chư thánh người ta đến người ta nhắc nhở mình gì không? Cũng có. Dạ. Chẳng hạn như cái vùng đất này sư có thể coi sư chia sẻ với mọi người, khi mà mình thiền đó là có ma quỷ hay là chư thần chư thánh người ta đến người ta bảo hộ mình. Bây giờ thì có vị thần như thần Địa Hòa, thần Hưng, vị thần đó là hộ vệ các người tôi. Tôi lúc nãy lúc tôi thiền lúc đó khoảng năm đó khoảng 12 giờ mấy. Tôi đang ngồi thiền cái gì đánh tôi gục cái bắt đầu tôi từ từ tôi dưỡng sức cơm. Dưỡng sức cơm tôi thở được rồi tôi nhét hết vô bàn tay đánh vòng tròn hết tôi nó im. Im xong tôi ra tôi coi đồng hồ thì lúc đó 12 giờ mấy. Từ trong lúc đó cái ông thành mình thân nhà ông ba qua là tôi xong rồi ông nói tôi tính là qua tôi trợ lực với ngài thấy ông đặt tâm một câu tôi thôi. Dạ. Đó là đó là như vậy người ta còn hậu dữ. Dạ. Cái vị thần bên Bình Hưng đó, lúc trước cô cũng nghe sư cô Hạnh Châu cũng như thầy An Hạnh cũng nói đó, là cái vị đó là cũng gia hộ cho cái khu đó không chứ, mà chị đó là cái người chứ đâu không phải người Việt mình không chứ? Người chim thành, người chim thành là cái người Thái Lan không chứ? Người chim thành là cái người Ấn Độ mà sang qua Việt Nam là người vua ông thời. À vua ông thời đây là cái gì đó đâu thời thành gia cái đô địa bàn tất cả cũng bàn giờ. Dạ. Tại hiện nay là cái gì đó đang ngự bên cái đình Bình Hưng mình bên đó. Vậy là khi mà tu ở đây là cũng được chư vị đó người ta hỗ trợ cho mình. Còn có kỳ cái ông sư huynh tu tức là đệ tử của ông, sư phụ đó đó dạ. cũng chơi tôi thì tôi muốn nói thành đi qua đang nghĩ dở cái chuyện này đâu phải tôi lấy tôi với ông coi chơi thì có một cái ấm đầm, có một cái ấm tre, rồi bỏ vô ấm tràm ấm đầm, rồi tôi lấy ấm đầm, tôi thấy chủ chạy ra chạy vô nó lại đi, tôi mới lên, để mình coi có phải thì chủ nó phá không, yeah. Tôi lên tôi coi, tôi dỡ ra cái ấm tre, thì tôi có ấm đầm, dỡ ấm đầm ra, thấy cái giấy vàng, chiếc vỡ trong đó, mà tôi thấy giấy nó mỏng quá đi, mà nhưng mà thầy kiểu lâu rồi sợ mà lấy ra nó rụt, nó hư. Cái mình nói thôi mình lấy ra hư là không được bỏ vô cái sau một thời gian thành đi làm nhập lên cái cô Phật tử tới chân nhập lên hỏi thấy ngày ở đấy xác là cũng xem xác ở trên sắc của ta người ta đâu có cho đâu cho người ta lấy thì xem đâu. Lúc nào đó tôi có đấy tính đấy xem gì cái đó là thằng Hiệp Hòa hả? Thằng Địa Hòa, ấp Địa Hòa là cái đình thần đình Địa Hòa. Dạ, đình thần Địa Hòa có nghĩa là thường là ở các cái đình thần thì người ta có cái gọi là cái khắc chỉ của vua bang không vua bang. Dạ. Là bên đình Địa Hòa đình ông thành Địa Hòa là đô đốc hải quân thời nhà Nguyễn. Đô đốc hải quân thành nhà Nguyễn. Còn cái vị ngay đà thần Bình Hưng mình đó là người chim thì là cũng là chắc cũng lâu năm lắm rồi. Lâu rồi. Cái đình Bình Hưng bên đó là con nghe nói là mấy cái cây đa đồ cái với là cây dầu bên đó là cũng 500 năm đúng không sư? Dạ, cái đất này cũng linh quá ha. Thì cái bên mình ở đây thì chỗ bên chùa Ai Di Đà mình đây thì con thấy nó cũng vắng hết trơn ha, nó nằm ở cái khuất. Con thấy là như là mình đang có cái mới xây cái mới không xây cái gì đó chứ? Mới xây cái xác thờ Tam Thánh,
tam thánh Di Đà, Thế Chí, Như Lan. Dạ, à Phật A Di Đà với Quan ngày Thế Chí và ngày Quan Âm. Rồi, sư cho con hỏi xíu nữa sư, tại vì chỗ thầy An Lạc Hạnh thì được rất nhiều người, người ta là coi như là người ta đến để người ta tìm sư thầy. Thì đặc biệt là lúc trước con có gặp thầy An Lạc Hạnh rồi, thì thầy cũng chia sẻ với mọi người về cái chữa bệnh đó, sư, nhân duyên của sư thầy để chữa bệnh đó. Thì đến thời điểm này thì nói chung là về thầy An Lạc Hạnh thì sư thầy cũng nói là nói chung là bây giờ là không có chữa nữa, chỉ gọi là mình giảng pháp cho mọi người để mọi người người ta biết, để người ta tự người ta tu, người ta giải cái nghiệp của người ta. Đó. Thì theo sư đó thì có số vị thì nếu mà có duyên thì người ta tán. Tại vì giờ bên đạo Phật của mình á, thì khi mà có cái bị bệnh tật vậy đó, thì ví dụ như nếu mà không tìm đến chùa hay là không tìm đến sư á, thì người ta lại đi tìm đến những cái thầy bùa, thầy ngải. Thì như vậy nó sẽ phát sinh ra những cái điều nó có thể là đúng, nhưng có gặp những người người ta lại lạm dụng thì nó không hay. Đó, thì cái nội dung này thì con hỏi sư thì sư có thể cho mọi người biết thêm về cái chữa bệnh mà của cái người mà đang là cái hành bên Phật thì nó phù hợp hay không? Chữa bệnh Phật, chữa bệnh thì một là mình chữa bằng nhân điện, yeah. Hai là chữa bằng chi lực, yeah. Thì cái người anh bình thường á là suy nhược cơ thể, hai nữa là do ma nư ma pháp, yeah. Mình giải về cái suy nhược cơ thể, hai là mình giải về cái lực ma, yeah. Phải giải mới được, nếu không giải là không hết. Chị cái người mà khi ta bị bệnh như vậy á, thì người ta phải tìm đến những cái sư thầy, những sư thầy mà ta tu mà người ta có cái pháp mà ta đắc, người ta có cái năng lượng thì người ta mới chữa được. Đó thì sau đó là mấy lúc gần đây ông sư cũng không có chữa, yeah. Là đó người ta cho gia về cái người ta chỉ qua đây, qua, yeah, đây chữa để. Dạ, yeah. Thôi vậy là cũng có cái duyên, nói chung là chắc con nghĩ là chắc do sư thầy An Lạc Hạnh bên đó thì rất nhiều người ta tìm. Người ta tìm, cho nên là ổng dẫn lưng cái này người ta không chữa đâu. Dạ, yeah. Người ta than, người ta khổ sở, người ta về khổ sở lắm. Dạ, yeah. Đầu dạy qua đây chữa hết bừng cỡ. Dạ, thì là khi mình chữa đó, ngoài cái năng lực của cái người mà sư thầy là năng lực của mình, có năng lực của chư thiên trợ lực, à có chư thiên ra trợ lực thì mới khi nào mình nhờ chư thiên thì chư thiên trợ lực. Dạ, cái hình thức mình chữa bệnh về cái tâm linh đó chứ, thì chủ yếu là mình cũng giải quyết cái khúc mắc của cái vấn đề của cái người âm và cái người dương, phải không sư? Ví dụ bây giờ muốn chữa bệnh em đi, dạ, yeah. Bắt đầu là hỏi tâm lý, hỏi tâm lý là bệnh thân thể cái xác bình thường đó là ăn uống điều độ rồi sao rồi bị sao, thì ông nói là thì giờ em nói giờ là khám bệnh là bình thường, yeah. Không có bệnh gì hết, yeah. Các mặt rồi khám nữa thì không bệnh hết mà về nhà thì bệnh, yeah. Thì vậy thì biết rồi ma rồi, yeah. Ma thì bắt đầu mình mới hỏi nó không đáp, nó không trả lời, yeah. Thì bắt đầu mình mới dùng biện pháp là nói cho nó nghe, yeah. Nghe bây giờ nếu mà không nói á thì làm sao biết được ông là ai, mà ông có tâm sự gì ông mới theo sát này, yeah. Chứ nếu không đâu theo sát làm chi, yeah. Sát cũng có gieo quân ăn quán gì với ông cho nên ông mới theo chứ đâu theo được, yeah. Đầu nói nó thoải mái rồi nó kể ra, yeah. Trước tại ông làm gì đó cho nên nó tức hẳn theo, yeah.
Rồi từ người ta thấy là người ta cũng muốn là coi như là giải cái khúc mắc của người ta, thì người ta bắt đầu người ta mới ứng lên. À, người ta mới ứng, người ta nói. À, nói đúng cái tâm lý người ta nói. Nói hay nói cạch, người ta không tin chứ. Thì cũng hay. À, thì như vậy là về cái sư thầy An Lạc Hạnh đó, thì là sư thầy là ngưng chữa, nhưng mà cũng tùy duyên, không sư? Tùy duyên. Cũng tùy duyên. Bây giờ ông chỉ chữa về ví dụ dòng ma, dòng ma nhập rồi thì ông chữa, bùa ông cũng chữa. À, bùa ông chữa lại đây cũng chữa. À, vậy là sư thầy nói chung là cũng không có muốn đụng đến cái ân oán, đụng oán trái của cái người đời nữa, không sư? Chủ yếu là những người nào người ta có cái tâm ta hướng về Phật thì sư thầy sẽ gỡ bỏ ra những cái khúc mắc. Cái đám cưới đó, tôi chữa, tôi cũng bị mấy ông thầy miền Tây. Dạ. Miền Tây vì mấy ông thầy dưới ông thầy bùa thầy ngãi không à. Dạ. Cho nên là mẫu ông cho người là bệnh là cho binh theo, cho binh theo tức ma nó theo nhập. Dạ. Nhập vô một phá chúng khâu cái dâm đó. Sau về cho anh về chùa ông đục về. Dạ. Cứ vậy thôi, làm vậy biết sao tôi biết rồi, đâu có thể về được. Giải quyết luôn. Nên là hết vậy mới tích nó tới đây nó đánh chữ. Đánh chữ giải. Là cái phần âm là người ta tới hay là cái người từ dương? Từ dương ta tới đây luôn. Dương tới luôn. À. Dương tới đánh luôn. Nó đánh rồi có ai hỗ trợ tới đánh thì lớp là chư thiên là tới hỗ trợ ta che chở. Dạ. Yeah. Lúc xưa lúc đó thì mình có biện pháp để xử lý nhà vua. Dạ. Nhưng mà sau này có chữ thiên ta giúp được. Vậy là có, nói chung chữa bệnh là cũng liên quan đến nhiều việc đó chứ ha. Liên quan ghê lắm. Dạ. Ở vậy sư An Lạc Hạnh đó là bây giờ là sư nói sư không có chữa nữa. Đặc biệt là chữa về cái phần dương đó là sư không có chữa bệnh nữa. Chủ yếu là cái phần âm đó là người nào mà quan trái các thứ đó thì sư nói chuyện con trai là người âm mà tới gặp ngài khai nó khai luôn luôn á. Dạ. Không thôi. À, coi như là tự khai tự ứng lên thì ngài mới chữa thôi, ứng rồi mới ra. Dạ. Thấy ngài đạo cao đức trọng rồi nó cũng nó khai. Dạ.